Phần Lan ủng hộ Ukraine dùng vũ khí tấn công lãnh thổ Nga, Moscow có hành động đáp trả. Tướng cấp cao Mỹ dè chừng, nói không nên đánh giá thấp Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine, Moscow lên tiếng cảnh cáo đồng minh. Phản ứng của Mỹ về lời đe dọa chiến tranh hạt nhân của ông Putin. Đọc thông điệp liên bang, ông Putin tuyên bố về người nắm giữ tương lai của Moscow. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube báo điện tử VTC News Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình Mời quý vị đến với nội dung chi tiết Thưa quý vị, trong tuyên bố ngày 29 tháng 2 Các quan chức Phần Lan đã đồng thuận cho phép Ukraine sử dụng vũ khí nước này không giới hạn mục đích Bao gồm cả việc tấn công vào lãnh thổ Nga Trong khi đó, trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ NATO Điện Kremlin tuyên bố đã sẵn sàng thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh của mình Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakenen vừa qua cho biết, không giống như các quốc gia lớn hơn áp đặt hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa cung cấp cho Kiev, Phần Lan không đặt ra bất kỳ giới hạn nào. Ông Hakenen nói, những quốc gia lớn hơn đã cung cấp các hệ thống tên lửa tầm xa và tất nhiên họ có tiếng nói về cách chúng có thể được sử dụng. Chủ tịch ủy ban quốc phòng thuộc Quốc hội Phần Lan ông Jukka Kopra cũng xác nhận với kênh truyền hình Ile rằng Helsinki không đặt ra những giới hạn như vậy và Ukraine có quyền sử dụng các vũ khí này nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuyên bố này tương tự như tuyên bố của Estonia, một thành viên NATO. Phát biểu với ILE ngày 28 tháng 2, chỉ huy tương lai của lực lượng phòng vệ Estonia, Andrus Merilo, cho rằng việc giới hạn Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tại những vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền là một sai lầm. Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Alexei Cheba cảnh báo các hành động thù địch của Phần Lan cuối cùng sẽ dẫn đến các biện pháp đáp trả. Ông Cheba nói, Phần Lan là một thành viên mới của NATO, Ngày hôm nay, nhiều nhà lãnh đạo đang cố gắng giành lấy sự ưu ái một cách nổi bật nhất có thể bằng cách tuyên bố những quan điểm như vậy. Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev cho rằng sự thừa nhận của các quan chức cấp cao Phần Lan chắc chắn sẽ làm xấu đi đáng kể mối quan hệ với Moscow. Ông cũng cho rằng thiệt hại sẽ xảy ra ngay khi cả Helsinki lùi bước và cố gắng khắc phục tình hình. Phần Lan đã huy động khoản hỗ trợ quân sự trị giá 1,8 tỷ euro, 1,95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhưng Helsinki hiếm khi tiết lộ nội dung thực tế của các gói hỗ trợ mà chỉ công khai chuyển một số phương tiện phá miền hạng nặng, liều bát 2R, vũ khí phòng không và các thiết bị khác. Phần Lan chính thức gia nhập NATO vào năm ngoái, chấm dứt chính sách trung lập trong một thời gian dài và trở thành thành viên thứ 31 của Liên minh. Thụy Điển cũng tham gia Liên minh này sau khi Hungary trở thành thành viên cuối cùng trong NATO, chấp thuận nỗ lực gia nhập của Stockholm đầu tuần này. Trong khi đó, để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ NATO và những lời lẽ cứng rắn của các thành viên NATO, Nga đã tuyên bố ý định thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh của mình. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh mối quan ngại sâu sắc của Điện Kremlin về việc NATO mở rộng và cách hạ tầng quân sự của khối tiến sát tới biên giới Nga. Giới truyền thông đặc biệt chú ý đến khu vực Kaliningrad nằm trên biển Baltic, nơi mà ông Peskov gọi là một phần không thể thiếu của Nga và khẳng định rằng địa điểm này sẽ vẫn như vậy. Bình luận của ông Petkov được đưa ra nhằm đáp lại tuyên bố của cựu ngoại trưởng Litva và đại sứ đương nhiệm tại Thụy Điển, Linas Linkevicius về khả năng vô hiệu hóa Kaliningrad nếu Nga thách thức NATO. Đại sứ Linkevicius đề cập rằng sau khi Thụy Điển gia nhập NATO, biển Baltic đã trở thành vùng nội thủy của liên minh, điều này gây ra phản ứng gay gắt từ Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga, ông Alexander Krusko, trước đó đã bác bỏ những cáo buộc như vậy, gọi chúng chỉ là lời nói hoa mỹ của các chính trị gia và nhấn mạnh rằng biển Baltic sẽ không bao giờ trở thành vùng biển nội bộ của NATO. Theo hãng tin RT, tại một diễn đàn được tổ chức ở Washington, tham mưu trưởng lục quân Mỹ Randy Jogger nhận định các lực lượng Nga đang thích nghi và học hỏi giữa lúc giao tranh với quân đội Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh những thành tiệu của Nga trong lĩnh vực máy bay không người lái UAV, đạn làng vàng và chiến tranh điện tử. Đừng đánh giá thấp đối phương, đó không bao giờ là điểm khởi đầu tốt. Ông Jogger cũng thừa nhận, Moscow đã làm rất tốt khi đầu tư tiền và năng lượng vào cơ sở công nghiệp. Tại diễn đàn, Bộ trưởng lục quân Mỹ Christine Wormuth cho biết Nga đã chứng tỏ khả năng tái tạo cơ sở công nghiệp quốc gia, bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây. Trước đó, tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhấn mạnh, việc hiện đại hóa, nâng cao năng lực của lực lượng đặc nhiệm Nga là ưu tiên hàng đầu của quân đội nước này. Ông Putin nói, "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường năng lực của lực lượng tác chiến đặc biệt, nâng cao khả năng cơ động và tấn công, đồng thời trang bị cho họ vũ khí và thiết bị thế hệ mới." Lực lượng tác chiến đặc biệt của Nga là lực lượng luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu ở cấp độ chiến lược được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và là một phần của lực lượng vũ trang Nga. Lực lượng đặc biệt Nga đã tham gia vào các hành động bí mật của Nga ở Syria trong thập kỷ qua. Kể từ năm 2012, khi Moscow phát động quân sự ở Ukraine, lực lượng này cũng đóng vai trò quan trọng. Ông Putin cho biết thêm, ở những khu vực nguy hiểm nhất, trên tiền tuyến, sâu trong phòng tuyến của đối phương, trong các cuộc đột kích và tấn công chớp nhoáng, lực lượng đặc nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bên cạnh đó phát ngôn viên điện kremlin Dmitry Peskov cho biết nền kinh tế nga đã chứng minh khả năng miễn nhiễm trước lệnh trừng phạt và điều này được mỹ cùng nhiều nước khác công nhận hãng thông tấn tass dẫn bình luận của ông Peskov về hàng loạt lệnh trừng phạt mới chống lại nga nền kinh tế nga đã cho thấy khả năng miễn nhiễm của mình và trong trường hợp này điều đó đã được các đại diện của mỹ tuyên bố chứ không phải chúng tôi nền kinh tế nga đã chứng tỏ khả năng miễn dịch và vẫn điều chỉnh cũng như tiếp tục phát triển thông nghiên cứu hai năm vừa qua đã cho thấy nền kinh tế Nga đang ở trạng thái tốt hơn so với lo ngại ban đầu, khiến các biện pháp trừng phạt của phương Tây càng trở nên kém hiệu quả. Có thể nói, nước Nga đang tận hưởng những thành tiệu gần đây trên chiến trường sau hai năm. Nước Nga có dân số gấp 3 lần và ngân sách quân sự gấp đôi Ukraine, hiện đang tăng cường sản xuất vũ khí trong nước và có thể huy động thêm hàng trăm nghìn quân khi cần thiết. Dù xung đột vẫn chưa có hồi kết, nhưng điểm sáng là nền kinh tế Nga và Ukraine đã tỏ ra kiên cường hơn dự kiến ban đầu. Sau khi nền kinh tế Nga giảm 2,1% vào năm 2022, nước Nga vào năm 2023 đã lấy lại quy mô nền kinh tế như mức trước cuộc xung đột. Moscow đạt mức tăng trưởng GDP gần 3% vào năm 2023. Đáng chú ý, đây là mức tăng trưởng kinh tế nhanh hơn các nền kinh tế trong nhóm G7. Trong khi đó, Ukraine đang lệ thuộc nước Mỹ, vốn đang dao động giữa việc cam kết hỗ trợ miễn là cần thiết cho Ukraine và miễn là chúng tôi có thể. Nhìn về tương lai, cuộc xung đột Ukraine vẫn không có dấu hiệu sẽ kết thúc trong ngắn hạn các nhà lãnh đạo Ukraine phải tăng cường mặt trận ngoại giao và truyền thông để thu hút sự chú ý chính trị từ cộng đồng quốc tế vốn đang bị phân tán bởi những gì đang xảy ra ở Trung Đông. Thêm vào đó, lo ngại lạm phát tăng nhanh khiến một số lãnh đạo phương Tây ngần ngại trong việc chỉ những khoản viện trợ lớn cho Ukraine. Phát biểu trong một thông điệp video gửi tới những người tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Âu-Ukraine diễn ra tại Albany, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nêu rõ chúng tôi sẵn sàng một lần nữa tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine ở Istanbul, nơi đã từng tổ chức cuộc đàm phán vào năm 2022. Tổng thống Erdogan nhắc lại rằng, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và cũng sẵn sàng góp phần khôi phục Ukraine. Theo ông Erdogan, ngoại giao và đối thoại phải được tạo cơ hội để đảm bảo giao tranh kết thúc trong hòa bình, công bằng và bền vững. Để đạt được mục tiêu này, điều cực kỳ quan trọng là phải sử dụng tất cả các kênh ngoại giao ở mức cao nhất. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì liên lạc với cả hai người đồng cấp Nga và Ukraine. Việc Nga từng tuyên bố, Nga không từ chối các cuộc đàm phán, nhưng nước này chỉ đàm phán sau khi đạt được các mục tiêu của kế hoạch quân sự, đồng thời phải tính đến các yêu cầu của Nga. Trong diễn biến có liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28 tháng 2 đã lên tiếng cảnh báo các động thái không thân thiện và loạt cáo buộc nhằm bôi đen các đại diện của Nga từ phía Armenia. Trước tiên, bà Zakharova khẳng định những cáo buộc của Thủ tướng Armenia về việc Nga cố tình kêu gọi đảo chính ở Armenia là hoàn toàn vô căn cứ. Bà Zakharova nhấn mạnh, những lời cáo buộc của ông Pashinyan là hoàn toàn vô căn cứ. Các quan chức Nga chưa bao giờ cho phép dù chỉ một tín hiệu nhỏ để kêu gọi lật đổ các chính quyền được bầu cử hợp pháp ở bất cứ đâu. Nhà ngoại giao cho biết, Nga đang sử dụng cách tiếp cận nhất quán đối với cả chính quyền hiện tại và trước đây ở Yerevan, cũng như đối với bất cứ quốc gia có chủ quyền nào. Liên quan tới phát ngôn của Chủ tịch Quốc hội Armenia, Alen Simonian về ý định trục xuất lực lượng Nga ra khỏi sân bay quốc tế Zvanos ở Yerevan, bà zakharova cho biết moscow vẫn chưa nhận được yêu cầu chính thức nào từ phía armenia liên quan tới vấn đề này tuy nhiên đối với moscow đây là bước đi không thân thiện tiếp theo của Yerevan. bà zakharova tiếp tục đề cập tới cáo buộc của ông amen gregorian thư ký hội đồng an ninh armenia rằng lực lượng nga dù có mặt gần làng nerkinhen ở Syunik, giáp danh azerbaijan và iran nhưng đã không thể ngăn chặn được cuộc tấn công chấp nhoáng của azerbaijan vừa qua khiến bốn lính armenia thiệt mạng Bà Zakharova nói: Chúng tôi đánh giá những tuyên bố như vậy là cực kỳ tiêu cực. Hiện không có quân nhân nào của Nga trong lãnh thổ khu định cư Nerkinhen theo thỏa thuận với phía Armenia. Chỉ có vào năm 2021 một đồn biên phòng FSB đã được triển khai ở đó. Đồng thời cho biết Moscow coi các cáo buộc của Armenia là nỗ lực nhằm bôi đen các đại diện của Nga. Bà Zakharova nhấn mạnh trong hơn 30 năm qua lực lượng biên phòng Nga đã hỗ trợ an ninh tại biên giới và ngay trong lãnh thổ Armenia. Theo tờ Azerbaijan News.az, mối quan hệ nga armenia thực chất đã có dấu hiệu xấu đi từ năm ngoái. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Yerevan chưa thể đoạn tuyệt hoàn toàn với Nga là vì sự phụ thuộc kinh tế. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa qua cho biết, ông sẽ không cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm xa do Đức sản xuất, vì một khi như vậy, quân đội nước này sẽ cần phải hỗ trợ lực lượng của Kiev trên bộ. Daily Mail đưa tin, nhà lãnh đạo nói rằng việc làm theo anh sẽ khiến quốc gia của ông trở thành bên tham chiến theo ông Scholz, việc cung cấp hệ thống vũ khí taurus cho kiev sẽ để quân đội đức đến quá gần chiến tuyến trong xung đột giữa ukraine và nga ông cũng nhấn mạnh berlin không thể hành động như pháp và anh trong việc hỗ trợ quân đội ukraine ông Scholz nói binh sĩ đức không được phép liên quan đến các mục tiêu mà hệ thống taurus tiếp cận bất kể khi nào và ở đâu những lời lẽ của thủ tướng đức đã gây ra phản ứng giận dữ ở anh ông tobias elwood cựu chủ tịch ủy ban quốc phòng thuộc hạ viện anh nói với Telegraph, đây là hành động lạm dụng trắng trợn thông tin tình báo mà họ cố ý thực hiện để đánh lạc hướng chú ý trước sự do dự của Đức trong việc trang bị cho Ukraine hệ thống tên lửa tầm xa của chính họ. Nga chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này để gia tăng. Anh và Pháp đã chuyển giao cho Ukraine các hệ thống tên lửa tầm xa Storm Shadow và Scarp. Mới đây, truyền thông loan tin Anh cũng đã triển khai một số lượng nhỏ binh sĩ đến Ukraine làm nhiệm vụ hỗ trợ. Tuy nhiên, mức độ hỗ trợ của London trong các hành động quân sự trực tiếp của Ukraine vẫn là bí mật. Cộng đồng tình báo đã chỉ trích thủ tướng Scholz vì những lời lẽ nói trên. Ông Justin Crum, tổng giám đốc của Cibilai, một công ty tư vấn tình báo, cho biết sự hỗ trợ của anh cho Ukraine gần như không phải là chuyện gì mới mẻ đối với Moscow, do thông tin đã bị dò dỉ nhiều lần. Nhưng chuyện này trước nay vẫn luôn mơ hồ. Theo ông Crum, những tiết lộ như vậy sẽ thúc đẩy nga tăng cường nỗ lực nhằm vào các lực lượng nước ngoài hiện diện ở Ukraine và đưa ra những tuyên bố thổi phồng về tổn thất. Được biết, tên lửa Taurus có tầm bắn hiệu quả lên tới 500 km được thiết kế để chống lại các mục tiêu kiên cố hoặc nằm sâu dưới lòng đất như hầm chỉ huy, kho đạn dược, cầu cảng và các trung tâm vận tải quan trọng khác. Tên lửa này có đầu đạn mạnh hơn so với nhiều loại tên lửa dẫn đường chính xác trong kho vũ khí của Ukraine, vì thế nó có thể giúp Kiev vô hiệu hóa các cây cầu của Nga ở khoảng cách xa, song không loại trừ khả năng Đức sửa đổi tên lửa để hạn chế tầm bắn của nó trước khi cung cấp cho Ukraine, khiến lợi thế của tên lửa bị hạn chế. Một lý do khác khiến Taurus không thể trở thành viên đạn bạc đó là Đức khó có khả năng cung cấp cho Ukraine đủ số lượng tên lửa để tạo ra sự khác biệt lớn trên chiến trường. Ngay cả khi Berlin cung cấp cho Kiev tên lửa Taurus với số lượng lớn thì vẫn chưa có gì đảm bảo điều đó có thể thay đổi xung đột. Các nhà phân tích quân sự Michael Kaufman và Rob Lee chỉ ra rằng việc tiến hành một chiến dịch tấn công sâu phía sau phòng tuyến của đối phương khó hơn nhiều so với tấn công các lực lượng trên tiền tuyến. Rất khó để ngăn chặn tuyến tiếp tế hoặc thiết lập khả năng kiểm soát hỏa lực ở phía sau nếu không có ưu thế trên không để tiến hành chiến dịch này một cách có hệ thống ukraina cần nắm thông tin tình báo liên tục cũng như cải thiện khả năng giám sát và trinh sát thông qua vệ tinh và máy bay không người lái trong bối cảnh ukraina thiếu các phương tiện trinh sát tiên tiến và thiếu khả năng kiểm soát bầu trời việc theo dõi và bao quát hậu phương của nga là nhiệm vụ vô cùng khó khăn Thưa quý vị, vừa qua, đoạn phim về cảnh lực lượng vũ trang Nga phá hủy bệ phóng hệ thống phòng không S-300BS của Ukraine trong khu vực diễn ra kế hoạch quân sự đã được công bố trên Internet. Theo các chuyên gia, Nga đang tăng cường triệt hạ sức mạnh của lực lượng phòng không của quân đội Ukraine một cách có hệ thống bằng nhiều vũ khí khác nhau. Đoạn phim về cảnh lực lượng vũ trang Nga phá hủy bệ phóng hệ thống phòng không S-300BS của Ukraine trong khu vực diễn ra kế hoạch quân sự đã được công bố trên Internet. Xem trong đoạn clip và những hình ảnh sau đó được công bố, cho thấy rõ ràng là sau cuộc tấn công, các kết cấu trong bệ phóng đã bị phá hủy tan tành, văng giải rác khắp một khu vực rộng. Các chuyên gia quân sự Nga nhấn mạnh rằng, trong thời gian gần đây, việc phá hủy sức mạnh của lực lượng phòng không Ukraine đã được các đơn vị trong lực lượng vũ trang Nga thực hiện một cách có hệ thống bằng nhiều vũ khí khác nhau và kỹ ép không thể làm gì để chống lại đủ này. Theo dữ liệu đã được xác nhận, chỉ trong một tuần, quân đội Nga đã phá hủy hai radar B-18 Malachite, phiên bản hiện đại hóa của radar B-18 Terex Liên Xô do công ty Uspace Technica sản xuất, một bệ phóng tên lửa phòng không S-300BS, một bệ phóng tên lửa phòng không nasam s và một hệ thống phòng không Búc M-1 ở nhiều hướng khác nhau trên chiến trường. Giới quan chức Kiev thừa nhận, nước này sẽ không thể tự mình bù đắp những tổn thất về các hệ thống phòng không, trong khi phương Tây cũng không thể giúp đỡ được nhiều cho quân đội Ukraina trong vấn đề này, do chi phí mua sắm và vận hành hệ thống phòng không quá cao. Cùng liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby nói nếu ukraine không nhận được sự hỗ trợ từ mỹ trong một hoặc hai tháng tới rất có thể người nga sẽ giành được nhiều lãnh thổ hơn và đạt được nhiều thắng lợi trên tiền tuyến trong cuộc chiến giành vùng kiểm soát theo ông john kirby tình huống như vậy có thể xảy ra ở miền đông ukraine nhưng cũng có thể xảy ra ở miền nam nước này ông nhấn mạnh tình hình thực tế rất nghiêm trọng tổng thống mỹ joe biden vừa qua cho hay nhu cầu cung cấp thêm hỗ trợ cho ukraine là cấp thiết ông biden cho rằng sẽ là vô lý và phi đạo đức nếu từ chối hỗ trợ Kiev khi quân đội Ukraine đang cạn kiệt đạn dược. Trước đó, ông Biden cảnh báo nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn viện trợ bổ sung cho Kiev, quân đội Ukraine có thể mất các thành phố khác sau khi rút lui khỏi Adipka. Hiện tại, gói viện trợ bổ sung của Mỹ dành cho Ukraine vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua. Trong đó, Đảng Cộng Hòa có nhiều lần nhấn mạnh, bất kỳ khoản viện trợ bổ sung nào của Mỹ cho Ukraine và Israel cũng phải đi kèm một thỏa thuận giải quyết vấn đề biên giới. Trung tâm tác chiến đặc nhiệm hải quân số 73 của Ukraine đã trải qua một trong những ngày tồi tệ nhất kể từ đầu xung đột Nga-Ukraine khi các nguồn tin Nga cho biết các lính biệt kích Ukraine đã bị bắn hạ khi họ cố gắng đổ bộ lên một bãi biển. Theo Bưu điện Kiev, lực lượng phòng ngự trên bờ của Nga ở vùng Crimea bị chiếm đóng hôm 29 tháng 2 đã giành chiến thắng khi phục kích và tiêu diệt gần 20 lính đặc nhiệm có kinh nghiệm cao và được huấn luyện bài bản nhất của lực lượng vũ trang Ukraine. Cuộc giao tranh diễn ra vào sáng sớm 29 tháng 2 gần đảo Tenderovsky, một giải đất hẹp trên bờ biển phía đông nam của bán đảo Crimea. Theo các nguồn tin của Nga, năm chiếc xuồng nhỏ chở lính đặc nhiệm Ukraine thuộc Trung tâm Tác chiến đặc nhiệm Hải quân số 73, một đơn vị với các thành viên được lựa chọn kỹ càng chuyên tấn công đường biển bí mật, đã tiếp cận một bãi cát trũng và cố gắng đổ bộ lên bờ. Các đơn vị Nga cho biết sau một trận chiến ngắn, họ đã đánh chìm ba xuồng đổ bộ, tiêu diệt ít nhất 20 lính đặc nhiệm Ukraine. Theo một blogger thân Nga, trong hai xuồng đổ bộ còn lại thì một chiếc đã trốn thoát và một chiếc bị bắt giữ cùng với một tù binh. Sau vụ việc, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận rằng một cuộc đột kích không thành công đã diễn ra gần đảo Tenderovsky và những người lính đặc nhiệm tham gia đã thiệt mạng và bị thương nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Những bức ảnh ban đầu được kênh thông tin quân sự thân Nga Povernuti Navone công bố cho thấy 6 thi thể mặc quân phục Ukraine trên một chiếc xuồng các hình ảnh khác cho thấy một cặp súng máy cỡ nòng 50mm theo tiêu chuẩn NATO gắn trên thuyền và 7 đơn vị vũ khí cá nhân cùng hộp đạn. Kênh thông tin quân sự thân Nga Ryadovka đưa tin quân đội Nga đã thu giữ được một lá cờ Ukraine. Kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, lực lượng đặc nhiệm của Ukraine nhìn chung đã chiến đấu hiệu quả. Lính đặc nhiệm thuộc Trung tâm tác chiến đặc nhiệm Hải quân số 73 được ghi nhận rộng rãi là lực lượng đã thực hiện các cuộc tấn công đổ bộ thành công nhắm vào các cơ sở giám sát hải quân và phòng không chủ yếu của Nga đóng ở Crimea. Các chiến dịch nổi tiếng nhất của đơn vị bí mật này bao gồm việc chiếm lại đảo Zmini, tức đảo rắn chiến lược ở phía Tây Biển Đen vào tháng 7 năm 2022 và các cuộc tấn công chiếm giữ 4 dàn khoan dầu do Nga kiểm soát ngoài khơi bờ biển phía Nam Crimea vào tháng 9 năm 2023. Cùng với tổn thất về lực lượng, Gần đây, quân đội Ukraine liên tục phải rút khỏi những cứ điểm quan trọng. Người phát ngôn quân đội Ukraine Dmitry Likovy cho biết, các lực lượng của Kiev đã rút khỏi các làng Sievene và Stepove gần thị trấn phía đông Abdiivka, gần đây đã bị lực lượng của Nga kiểm soát. Trước đó, phát biểu trên truyền hình quốc gia, người phát ngôn của nhóm tác chiến Tabria thuộc quân đội Ukraine, ông Dmitry Likovy cho biết, các lực lượng Ukraine đã rút khỏi làng Lashchokhine còn vào ngày 17 tháng 2, các lực lượng Ukraine cũng đã phải rút khỏi thành phố công nghiệp nhỏ Avdiivka ở tỉnh Donetsk trong bối cảnh thiếu đạn dược sau nhiều tháng chống cự trước các cuộc tấn công của Nga. Trong bản cập nhật tình báo ngày 21 tháng 2, Bộ Quốc phòng Anh cho biết sau khi chiếm được Avdiivka, Nga đã tăng cường các nỗ lực tấn công trên một số khu vực trên tiền tuyến của Ukraine có thể là nhằm kéo căng lực lượng Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin cho hay Nga đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Zircon trong kế hoạch quân sự ở Ukraine Ông nói tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên biển Jokon đã được sử dụng trong chiến đấu. Tuyên bố này đánh dấu là lần đầu tiên Nga xác nhận đã sử dụng Jokon trong tác chiến. Jokon có tầm bắn 1.000 km và có thể di chuyển với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh. Các nhà phân tích quân sự cho rằng tốc độ siêu vượt âm của Jokon có thể khiến thời gian để đánh chặn các hệ thống phòng thủ ngắn lại. Ngoài ra, tên lửa này còn có khả năng tấn công các mục tiêu lớn và kiên cố. Nga cho biết, họ đã hoàn thành thử nghiệm tên lửa Zircon vào tháng 6 năm 2022. Zircon ban đầu được thiết kế như một loại vũ khí phóng từ biển và phiên bản phóng từ mặt đất được phát triển sau đó. Trong một bài phát biểu năm 2018, Tổng thống Putin từng nhắc tới Zircon là một trong những hệ thống chiến lược có thể đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương và đảm bảo khả năng đáp trả của Nga. Với những tính năng vượt trội, Zircon được xem là tên lửa không thể cản phá trước các tổ hợp phòng không hiện tại. Trước đó, Kiev cho biết Nga đã phóng tên lửa siêu thanh Zircon vào Ukraine trong cuộc tấn công gần đây. Người đứng đầu Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp y Kiev, ông Alexander Ruvin cho biết Nga đã sử dụng tên lửa Zircon hay Tersecon để tấn công vào Ukraine hôm 7 tháng 2. Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp y Kiev đã phân tích các mảnh tên lửa và các thành phần của quả tên lửa khả nghi, mặc dù vi điện tử của nó không còn nguyên vẹn. Ông Ruvin nói, tên lửa bị vỡ ra làm nhiều mảnh, khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn, nhưng chúng tôi có thể nói rằng vũ khí này không đáp ứng các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật mà đối phương đã tuyên bố. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat xác nhận Nga đã sử dụng tên lửa Jokon, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây bổ sung thêm tổ hợp phòng không Patriot để bảo vệ Ukraine. Nga đã ca ngợi tên lửa Jokon trong suốt quá trình phát triển. Các nguồn tin Nga khẳng định Jokon có khả năng di chuyển với tốc độ Mach 9, gấp 9 lần tốc độ âm thanh với tầm bắn lên tới 1.000 km bản cập nhật tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga có rất ít tàu trang bị tên lửa dưa con hiện đang ở Biển Đen, có khả năng Nga đang điều chỉnh hệ thống phòng thủ bờ biển trên đất liền để phóng tên lửa này. Tàu khu trục đô đốc Gorkskop của Nga đã được trang bị tên lửa Zircon con. Trong một phát biểu hồi đầu tháng 1 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tàu đô đốc Gorkskop đã được triển khai trong một hành trình vượt đại Tây Dương, Ấn Độ Dương cũng như biển địa Trung Hải. Các chuyên gia cho rằng Nga có thể đang thử nghiệm tên lửa Zircon trong thực chiến. Nga đã tập kích Ukraine bằng nhiều loại tên lửa khác nhau và có thể Moscow đang thăm dò xem mạng lưới phòng không của Kiev đối phó với tên lửa siêu thanh như thế nào. Tờ Ivestia của Nga ngày 27 tháng 2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết quân đội Nga đã tiến hành các cuộc thử nghiệm với tổ hợp phòng không S-500 nhằm đánh giá khả năng bắn hạ mục tiêu siêu vượt âm hệ thống này đã chứng minh được năng lực bám bắt và phá hủy các vật thể dạng này và cho biết thêm rằng các cuộc thử nghiệm được tiến hành theo nhiều giai đoạn. Vũ khí siêu vật âm có tốc độ rất cao, khiến chúng khó bị phát hiện từ xa và chỉ xuất hiện trên radar khi đã đến rất gần, khiến các tổ hợp phòng không có rất ít thời gian phản ứng. Báo Nga cho hay, điều này khiến kết quả mà hệ thống S-500 đạt được trong các cuộc thử nghiệm trở nên có giá trị hơn. Dmitry Konev, biên tập viên của trang tin Military Russia cho biết, Năng lực này giúp S-500 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa do đầu đạn của nó bay với tốc độ siêu vật âm trong giai đoạn hồi quyển. Ngoài ra, nó còn có thể bắn hạ các loại tên lửa dẫn đường tầm ngắn cũng như phối hợp với tổ hợp đời cũ S-400 tạo ra trận địa phòng không để ứng phó với nhiều mối đe dọa khác nhau. Konev nhấn mạnh S-500 có thể bắn rơi mọi loại tên lửa. Hệ thống phòng không S-500 được phát triển bởi Tập đoàn Quốc phòng Anmas Antey của Nga nhằm thay thế các lá chắn tên lửa đạn đạo A-135 cũ kỹ trong biên chế quân đội nước này. Thực tế, hai năm sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất, bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Các quan chức và chuyên gia phương Tây cho rằng các lệnh trừng phạt tài chính, kinh tế, quân sự và năng lượng áp đặt lên Nga kể từ tháng 2 năm 2022 đã gây tổn hại cho nền kinh tế và năng lực sản xuất vũ khí của Nga, đồng thời sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Moscow trong những năm tới. Nhưng họ thừa nhận những biện pháp hạn chế đã tác động chậm hơn kỳ vọng. Đối với Nga, Việc né tránh các lệnh trừng phạt đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Nga đã sử dụng các công ty Bình Phong và các nước láng giềng để mua linh kiện sử dụng trong xung đột. Nhà nghiên cứu cấp cao tại viện Rossi có trụ sở tại London Anh, ông Justin Brock cho rằng các lệnh trừng phạt đã buộc Nga phải sử dụng tới cả những vũ khí cũ lấy từ trong kho thay vì những phương tiện hiện đại mà họ sản xuất trước cuộc xung đột. Những hạn chế cũng đang cản trở khả năng chiến đấu vào ban đêm của quân đội Nga vốn phụ thuộc vào công nghệ phương Tây. Nhưng Nga vẫn tiếp cận được vi mạch của phương Tây, thành phần quan trọng để sản xuất tên lửa mặc dù với giá cao hơn trước đây. Moscow cũng có thể tìm được nguồn hàng từ quốc gia khác. Có một dấu hỏi lớn về kho phụ tùng thay thế dành cho các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của Nga. Một nghiên cứu của trường kinh tế Kiev công bố hồi tháng 1 năm 2024 cho thấy khoảng 95% trong số 2.800 thành phần nước ngoài được tìm thấy trong vũ khí Nga trên chiến trường kể từ khi xung đột bắt đầu là của phương Tây, hơn 70% đến từ các công ty Mỹ. Trong một số ít trường hợp, Nga mua linh kiện từ các nhà cung cấp phương Tây sự bất đồng với các lệnh trừng phạt ở châu Âu đã giúp Moscow duy trì nguồn cung cấp quan trọng. Trong khi đó, điện Kremlin đang thiết lập một nền kinh tế thời chiến toàn diện. Nga đã tăng ngân sách quân sự lên gần 70% trong năm nay, lên mức kỷ lục hơn 100 tỷ đô la Mỹ thời hậu Xô Viết. Theo dữ liệu chính thức, GDP của Nga tăng 3,6% vào năm 2023, vượt mức trung bình trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên toàn cầu là 3%, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển chỉ là 1,5%. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo mức tăng trưởng GDP của Nga trong năm 2024 là 2,6%. Phần lớn sự tăng trưởng của nền kinh tế Nga là nhờ việc chính phủ nước này chi tiêu mạnh cho các ngành công nghiệp, phục vụ cho kế hoạch quân sự và các biện pháp kích thích tài chính nhằm xoa dịu người dân trong nước. Thưa quý vị, theo trang web tình báo quân sự Oris, tổng cộng 186 xe chiến đấu Bradley đã được cung cấp cho Ukraine. Khoảng 100 đến 120 chiếc được cho là tham gia hoạt động chiến đấu, số còn lại được sử dụng để huấn luyện, hoặc thay thế khi cần thiết. Tạp chí National Internet của Mỹ trích dẫn dữ liệu từ trang web tình báo quân sự Oryx cho thấy tổng cộng 186 xe chiến đấu Bradley đã được cung cấp cho Ukraine. Khoảng 100 đến 120 chiếc được cho là tham gia hoạt động chiến đấu. Số còn lại được sử dụng để huấn luyện hoặc thay thế khi cần thiết. Theo Oryx, ngoài một chiếc Bradley mà Nga được cho là đã thu giữ trên chiến trường, sau tám chiếc khác đã bị phá hủy, hư hỏng hoặc bị bỏ lại. Xe chiến đấu Bradley có thể chở khoảng 10 binh sĩ và được sử dụng để vận chuyển lực lượng ra chiến trường, đồng thời cung cấp hỏa lực hỗ trợ. Nhà phân tích quân sự James Spidermark của CNN, một vị tướng đã nghỉ hưu, cho rằng xe tăng Bradley sẽ cần kết hợp với các khả năng khác, bao gồm hỗ trợ trên không, pháo binh tầm xa và tình báo sắc bén. Bradley là một khí tài tuyệt vời, nhưng nó cần được sử dụng cùng với tất cả những khả năng khác. Ông Rebecca D'Angelo, chỉ huy tiểu đoàn vận tải 841 của quân đội Mỹ cho biết, các xe bọc thép này sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động tấn công của Kiev. Nhưng trước đó, khi đợt đầu tiên gồm hơn 60 chiếc Bradley được gửi đến Ukraine vào cuối tháng 1 năm 2023, thì quân đội Ukraine lại tỏ ra không hài lòng với hiệu quả của dòng xe chiến đấu Bradley này của Mỹ vì chúng bị tổn thất ngày càng nặng nề trong các cuộc xung đột giữa lực lượng Ukraine và Nga. CNN mô tả xe Bradley là mũi giáo trong cuộc phản công không mấy thành công của Ukraine vào năm 2023. Hàng chục chiếc đã hư hại và bị phá hủy trong trận chiến lực lượng Ukraine được cho là đặc biệt chỉ trích về khả năng vượt qua mùa đông khắc nghiệt ở Ukraine của loại xe này, cũng như tình trạng của một số phương tiện cũ do Mỹ vận chuyển. Xe Bradley đã ngừng sản xuất ở Mỹ từ năm 1995, với phần lớn các xe của quân đội Mỹ đã được cho nghỉ hưu hoặc cất vào kho sau đó. Hồi tháng 6 năm 2023, khi những thông tin đầu tiên về thiệt hại của xe Bradley cùng với xe tăng Leopard 2A6 do Đức cung cấp, Washington đã cam kết cung cấp các lô xe mới cho Kiev. Bên cạnh các vấn đề hiệu quả của xe Bradley, đặc biệt là khả năng bảo vệ chống đạn rất hạn chế của nó. Dòng xe này còn đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược cũng như các đơn vị vận hành. Trong khi đó, Ukraine đang phải đối mặt với khó khăn do thiếu hụt tài trợ. Phía Nhà Trắng cũng thừa nhận Mỹ đã không còn khả năng tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi quốc hội nước này phê duyệt các gói mới. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishky ngày 29 tháng 2 cho biết, đối thủ tiếp tục hoạt động tích cực ở nhiều khu vực tiền tuyến, tình hình đặc biệt căng thẳng ở Adipka và Zaporizhia Ông Siski cho biết các đơn vị tấn công của Nga đang cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine và kiểm soát các khu định cư Tonenke, Olokha, Semenovka, Bedetschi và Krasnohorovka. Tổng tư lệnh Siski, người đã tới thăm quân đội ở mặt trận phía đông, thừa nhận một số chỉ huy của Ukraine đã bộc lộ những thiếu sót nhất định trong nhận thức và đánh giá tình hình của đối thủ. Điều này ảnh hưởng đến sự vững chắc của tuyến phòng thủ ở một số khu vực. Ông nói: "Tôi đã thực hiện mọi biện pháp để khắc phục vấn đề." như phân bổ thêm đạn dược và nguồn cung vật tư dự trữ cần thiết. Tính đến nay, Ukraine đã mất ngôi làng thứ ba chỉ trong vòng một tuần ở mặt trận phía đông. Ukraine cho biết họ đã rút khỏi các làng Sievene và Stepove. Cả hai đều nằm ở phía tây thị trấn Adipka thuộc phía đông Donetsk. Đô Cách đây vài hôm, lực lượng Ukraine đã rút khỏi làng Lastokin. Ukraine đang ở vào tình thế khó khăn ngay trong đầu năm 2024. Khó khăn không chỉ trên thực địa mà còn cả trên mặt trận ngoại giao khi một loạt nỗ lực đối ngoại gần đây của Tổng thống Zelensky chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Ông hiện đang có mặt tại Tirana, thủ đô Albany, để gặp mặt các nhà lãnh đạo Đông và Nam Âu từ Albany, Serbia, Bắc Macedonia, Kosovo, Bosnia và Herzegovina, Montenegro, Croatia và Moldova. Hiện một nửa hỗ trợ quân sự phương Tây cho Ukraine đã không thể đến tay Kiev kịp thời, làm phức tạp thêm nhiệm vụ của các nhà hoạch định quân sự và khiến nhiều binh lính thường vong trong cuộc xung đột với Nga theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustan Umerov. Theo ông Umerov, mỗi đợt vận chuyển bị trì hoãn đồng nghĩa với tổn thất của quân đội Ukraine và làm nổi bật sức mạnh quân sự vượt trội của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói, hãy nhìn sang đối phương. Nền kinh tế của họ là gần 2.000 tỷ đô la Mỹ. Họ sử dụng 15% trong số đó cho các khoản ngân sách chính thức và không chính thức của cuộc xung đột. Hiện tiêu tốn khoảng hơn 100 tỷ đô la Mỹ hàng năm. Vì thế, về cơ bản, bất kỳ khi nào một cam kết không được thực hiện đúng hạn, thì chúng tôi sẽ mất người và mất lãnh thổ. CBS News cho biết, quân đội thiếu đạn dược đã buộc lực lượng Ukraine phải rút lui khỏi hàng loạt ngôi làng nữa ở miền đông sau khi mất quyền kiểm soát thành phố Adipka. Nhóm phóng viên CBS News khi quay lại tiền tuyến ở Chashovya giữa lúc quân đội Ukraine liên tục hứng những thất bại đau đớn trước Nga, phải rút lui và chấp nhận mất lãnh thổ. Họ đã lắng nghe những tiếng cầu cứu của những người lính Ukraine đang bị đẩy vào tình cảnh sức cùng lực kiệt họ đã chứng kiến cảnh hoang tàn, đổ nát của các làng mạc hai bên đường gần tiền tuyến. Quân đội Nga đã đẩy mạnh tấn công khu vực này bằng pháo binh, tên lửa và các cuộc không kích trong nhiều tháng. Nhưng binh sĩ Ukraine cho biết, cường độ của những cuộc tấn công đã tăng vọt trong vài ngày qua. Đó là một dấu hiệu cho thấy thành phố này có thể là mục tiêu tiếp theo của Nga ở khu vực Donbass, phía đông Ukraine. Giữa những tiếng nổ vang vọng khắp nơi, tại một tòa nhà bị ném bom nham nhở, có dòng chữ phun sơn bằng tiếng Anh, được dịch ra là Chúng tôi không đòi hỏi quá nhiều, chúng tôi chỉ cần đạn pháo và máy bay, phần còn lại chúng tôi sẽ tự làm. Đó là lời cầu cứu của lực lượng Ukraine gửi tới các đồng minh phương Tây của họ giữa lúc cuộc xung đột đang trở nên ngày càng bất lợi cho Kiev. Một người lính thuộc lữ đoàn xung kích số 5 của Ukraine nói với các phóng viên CBS News rằng chúng tôi đang trông cậy vào các đối tác Mỹ sẽ giúp chúng tôi về vũ khí để người của chúng tôi không phải hy sinh mạng sống của mình thêm nữa. Đoạn tiền tuyến kéo dài xuyên qua khu vực Donbas rộng lớn này của Ukraine đã chứng kiến một số cuộc tấn công tồi tệ nhất trong cuộc xung đột. Nga hiện đang chiếm ưu thế với nhiều vũ khí và đông nhân lực hơn và họ cũng không phải lo lắng về việc cạn nguồn lực. Trước đó, Tổng thống Zelensky nói rằng 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng từ khi xung đột bùng phát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky 31.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong xung đột, không phải 300.000 hay 150.000 như những gì Tổng thống Vladimir Putin và cấp dưới tuyên bố. Dù vậy, đây vẫn là thiệt hại nặng nề với chúng ta. Tổng thống Ukraine từ chối đề cập số người bị thương hay mất tích trong chiến đấu, cho rằng thống kê sẽ giúp quân đội Nga lên kế hoạch đối phó. Ông cũng hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới. Ông nói: Kết quả thắng hay bại, khó khăn trên chiến trường và con số thương vong của Ukraine sẽ phụ thuộc vào các đối tác của chúng ta và thế giới phương Tây. Vẫn còn hy vọng ở Quốc hội Mỹ và tôi chắc chắn đó là tín hiệu tích cực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó nói rằng. Tuyên bố của ông Zelensky về con số thương vong là những lời dối trá, không mang lại niềm tin cho người dân Ukraine và phương Tây. Trả lời phỏng vấn trang European Brabda hôm 29 tháng 2, hạ nghị sĩ Mỹ Jim Costa tỏ ra thiếu tin tưởng vào khả năng của Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Trong cuộc phỏng vấn, hạ nghị sĩ Costa nói rằng viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 3. Tuy nhiên, ông lưu ý, cho dù đã có nhiều đối thoại giữa châu Âu, NATO và Cờ Bảy, song các bên này vẫn không tin tưởng rằng viện trợ từ họ sẽ đem lại chiến thắng cho Ukraine. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận về hình thức của thỏa thuận đó. Hạ nghị sĩ nói, Tổng thống Zelensky đã chỉ ra những điều khoản của ông để đi tới đàm phán, bao gồm Nga nên rời khỏi Ukraine, ra khỏi Crimea và Donbass. Song theo ông Costa, Tổng thống Zelensky cần nhận ra rằng đó là mục tiêu lâu dài của Ukraine. Trước đó, một cựu sĩ quan của Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ, là bà Rebecca Kofler đã nói với Fox News rằng chỉ có người nào đánh mất khả năng nhận thức lẽ thường thì mới tin rằng Ukraine có thể chiến thắng được Nga. Bà Rebecca Koffler, nhà phân tích tình báo quân sự Mỹ bổ sung, Tổng thống Nga Putin thực tế hơn nhiều so với Tổng thống Ukraine Zelensky, người tiếp tục không chịu chấp nhận bất cứ điều gì khác ngoài chiến thắng. Bà Koffler nhận xét, truyền thông chủ lưu ở Mỹ giờ cũng đã tránh hô hào ủng hộ Ukraine. Họ thừa nhận rằng dù phương Tây viện trợ Ukraine nhiều đến đâu, thì điều này cũng khó làm cho ông Zelensky đến được bên bờ thắng lợi. Nhà phân tích Koffler cho rằng chiến thắng của Kiev là điều bất khả thi, trái với mong muốn của Tổng thống Biden và chính quyền Mỹ. Theo bà Koffler, Nga hiện nay có nhiều súng và đạn hơn Ukraine. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia mới đây cũng nhấn mạnh rằng sau khi thất bại trong kế hoạch phản công mùa hè, Ukraine thiếu những nguồn lực cần thiết để tạo ra bất cứ sự thay đổi thực chất nào trên chiến trường như tạo ra một đột phá mới trong xung đột Nga-Ukraine. Theo nhìn nhận của cựu sĩ quan quân đội Mỹ, xét về nhân lực và vật lực như vũ khí, khí tài và khẩu phần chế độ, quân đội Nga đang có nguồn lực rất tốt. Bà Koffler đánh giá Tổng thống Nga Putin đã chuẩn bị được Nga trong một kế hoạch dài lâu, mà trong đó ông Putin tin rằng Moscow sẽ chiến thắng. Về phần mình, Ukraine lại dựa mạnh vào tiền tệ phương Tây và hiện nay đang cạn kiệt dần nguồn tiền này. Mỹ lại đang gặp khó khăn vì việc viện trợ cho Ukraine đang phải ngừng trệ vì không nhận được sự ủng hộ. Không riêng gì Mỹ khi châu Âu cũng đang lâm vào tình thế đắn đo như vậy. Bà Koffler tuyên bố, do tiền bạc từ Mỹ và EU bảo đảm cho cả hoạt động quân sự và dân sự của Ukraine, nên nền kinh tế và xã hội Ukraine có nguy cơ sụp đổ, còn kế hoạch quân sự chống cự Nga sẽ kết thúc, có lẽ chỉ trong một thời gian nữa nếu thiếu sự trợ giúp thực chất. Thưa quý vị, khi các quân nhân thuộc Lữ đoàn Hải quân đánh bộ số 155 Nga tập trung đội hình để tổ chức diễu duyệt tại một địa điểm ở tỉnh Donetsk, Họ đã hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine, cuộc tập kích khiến nhiều quân nhân Nga thiệt mạng, trong đó có một đại tá và hai sĩ quan khác. Các quân nhân thuộc lữ đoàn hải quân đánh bộ số 155 Nga vừa qua tập trung đội hình để cấp trên kiểm tra và tổ chức diễu duyệt tại khu đất trống tại thị trấn Elenovka, tỉnh Donetsk, cách tiền tuyến miền đông Ukraine khoảng 12 km, hoàn toàn nằm trong tầm bắn của pháo phản lực cơ động cao HIMARS một máy bay không người lái cỡ nhỏ drone của Ukraine phát hiện đội lính Nga đang tập hợp giữa ban ngày và lập tức chuyển tọa độ cho khẩu đội HIMARS gần đó. Hai rocket M30-31, mỗi quả chứa 182.000 viên đạn bi, nhanh chóng được khai hỏa từ phía HIMARS xuống mục tiêu. Truyền thông Ukraine cho hay, cuộc tập kích khiến 19 quân nhân Nga thiệt mạng, trong đó có một đại tá và hai sĩ quan khác. Chỉ huy lữ đoàn 155 là đại tá Mikhail Gudkov bị thương. Đây là lần thứ ba trong tuần, Quân đội Ukraine dùng vũ khí tầm xa để tấn công lực lượng Nga tập kết trong những buổi lễ ngoài trời sát tiền tuyến, gây ra thương vong tương đối lớn. Trước đó, trang min.in.ua cho biết các kiếp điều khiển hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS Ukraine đã nã đạn vào một trại huấn luyện của Nga nằm gần làng Podo ở tỉnh Kherson, nơi các binh sĩ thuộc trung đoàn đường không số 328, lữ đoàn số 810 và lữ đoàn bộ binh hải quân 810 Nga đang có mặt ở đó. Theo đó, một máy bay không người lái UAV xác đã phát hiện nơi binh sĩ Nga huấn luyện tại khu vực nằm cách bờ sông Dnepr khoảng 27 km về phía đông. Chiếc UAV sau đó đã chuyển dữ liệu tọa độ về sở chỉ huy, cũng như thực hiện nhiệm vụ điều hướng hỏa lực cho các kiếp điều khiển HIMARS. Báo cáo sơ bộ từ quân đội Ukraine cho thấy, ba đợt tấn công của tên lửa HIMARS đã khiến khoảng 60 binh sĩ và sĩ quan Nga thiệt mạng. Hồi đầu tháng 11 năm 2013, quân đội Nga dùng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M tấn công vị trí của lữ đoàn xung kích sơn cước số 128 của Ukraine ở tỉnh Zaporizhia. Nhiều tài khoản mạng xã hội Ukraine cho biết, Ban Chỉ huy Lữ đoàn 128 yêu cầu 100 binh sĩ tập hợp để tổ chức lễ trao thường nhân ngày truyền thống của pháo binh nước này. Vụ tập kích tên lửa khiến nhiều binh sĩ Ukraine thương vong, trong đó có chỉ huy lữ đoàn và một số sĩ quan thiệt mạng. Ukraine sau đó tuyên bố tập kích lễ trao thường của lữ đoàn hải quân đánh bộ độc lập cận vệ số 810 của Nga để trả đũa. Việc Nga cho biết Ukraine sử dụng pháo phản lực khí s khai hỏa cách mục tiêu khoảng 80 km. Hơn 2 năm nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, cam kết suy yếu của Mỹ đang làm dấy lên lo ngại rằng Moscow có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột và rằng châu Âu có thể phải tự lực cánh sinh trong các cuộc xung đột tương lai. Theo bình luận của Wall Street Journal, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, ông đã đánh cược rằng các nước phương Tây, đặc biệt là châu Âu, vốn quá phụ thuộc vào năng lượng của Moscow sẽ không đủ sức chịu đựng để phản đối cuộc tấn công. Hai năm sau, Ukraine đã chứng tỏ là một đối thủ đáng gờm, giành lại một nửa vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát ban đầu và gây tổn thất đáng kể đối với một quân đội hùng mạnh hơn nhiều của Nga. Châu Âu cũng đã hứng chịu cú sốc kinh tế do nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga giảm mạnh, nhưng hiện đang tăng cường chi tiêu quân sự cũng như các cam kết với Ukraine. Liên minh châu Âu cũng đã thông qua gói viện trợ mới trị giá 54 tỷ đô la Mỹ cho Kiev, vượt qua sự phản đối của Hungary. Tuy nhiên tại Mỹ, sự đánh cược của Tổng thống Putin dường như có kết quả, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, khi hỗ trợ dành cho Ukraine, vốn được nhiều người coi là lợi ích quốc gia, hiển nhiên của Mỹ cách đây 2 năm, đã trở thành vấn đề gây chia rẽ đảng phái trong năm bầu cử. Trong nhiều tháng, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã ngăn chặn gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine. Việc cắt nguồn viện trợ này đã gây ra tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng trong các đơn vị Ukraine. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden và các chỉ huy Ukraine, đó là lý do chính khiến Nga có thể chiếm được thành phố Adipka của Ukraine trong tháng này. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagoroniuk, người cố vấn cho chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, vấn đề không chỉ là viện trợ của Mỹ bị chặn mà còn bị cắt mà không báo trước và không cho chúng tôi thời gian để điều chỉnh. Và rõ ràng là Nga có thể chiếm thế thượng phong nếu Ukraine không có những vũ khí cần thiết để tự vệ. Nếu cuộc khủng hoảng này không được giải quyết và Ukraine không nhận được sự hỗ trợ thì đó sẽ trở thành một lợi thế to lớn đối với Nga. Viễn cảnh Ukraina bị áp đảo về vũ khí, cùng với những nghi ngờ mới về cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ các đồng minh của mình, nếu cựu tổng thống Donald Trump trở lại nhà trắng vào năm tới, đang ngày càng khiến các nước châu Âu lo lắng. Trong khi châu Âu và các đồng minh khác đã chiếm hơn một nửa số viện trợ của phương Tây dành cho Ukraina, thì chỉ có Mỹ mới sở hữu kho dự trữ đạn dược và các loại vũ khí đặc biệt có thể giúp ích đáng kể cho lực lượng Ukraina trước mắt. Theo các nhà phân tích quân sự, Sản lượng đạn dược của châu Âu mặc dù đang tăng lên nhưng sẽ không đủ để hỗ trợ quân đội Ukraine cho đến khoảng năm 2025 hoặc thậm chí ngắn hơn. Một số thiết bị quân sự quan trọng chỉ có thể đến từ kho dự trữ của Mỹ. Đặc biệt, nổi lên trên cuộc tranh luận là triển vọng của ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới. Cựu tổng thống Mỹ này nhiều lần nói rằng ông sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình nhanh chóng ở Ukraine, dù ông chưa giải thích bằng cách nào và với những điều kiện nào. Trong lần xuất hiện trong chiến dịch tranh cử gần đây, ông cũng tăng cường chỉ trích nato cho thấy rằng ông sẽ không bảo vệ các quốc gia thành viên không đáp ứng mục tiêu chi tiêu quân sự là 2% gdp khi được hỏi tại sao hiện nay có rất nhiều thành viên đảng cộng hòa phản đối việc tài trợ cho ukraine thượng nghị sĩ mcconnell chỉ ra tinh thần biệt lập vốn từ lâu đã trở thành một thế lực trong nền chính trị mỹ đặc biệt là trước thế chiến thứ hai và ảnh hưởng của ông trump ông mcconnell nói người có khả năng được đề cử làm tổng thống của chúng tôi không nhiệt tình giúp đỡ ukraine nhiều người ủng hộ ông Trump phản đối việc tài trợ thêm cho Ukraine, cho rằng cách tiếp cận này là một phần của nhu cầu tập trung vào Trung Quốc, một đối thủ mạnh hơn nhiều so với Nga. Bất chấp những cảnh báo ngược lại từ các đồng minh châu Á, họ đánh giá thấp tác động mà việc Mỹ rút lui ở châu Âu có thể gây ra đối với an ninh châu Á. Tuy nhiên, cử tri Mỹ dường như quan tâm đến châu Âu và châu Á ở mức độ ngang nhau. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Pew, khoảng 74% người Mỹ tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ chỉ thấp hơn một chút so với 75%. Những người cũng nói như vậy về căng thẳng. Về phần mình, Enrique Cuní, chiến lược gia hàng đầu của đảng Cộng hòa, từng là trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền ông Trump, cho biết mối quan hệ giữa Nga, Triều Tiên, Iran và Trung Quốc khiến việc xoay trục sang châu Á càng trở nên cấp bách hơn. Ông nói thêm, sự suy giảm của cơ sở công nghiệp Mỹ và việc Mỹ không thể nhanh chóng bổ sung kho đạn dược đã cung cấp cho Ukraine đã hạn chế các lựa chọn chính sách đối ngoại của Mỹ. Xung đột Ukraine càng khốc liệt và kéo dài, người ta càng lo ngại về khả năng đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO trên chiến trường này. Thực lực quân sự của NATO đang là điều được chú ý vào lúc này. Tổng thống Pháp Macron nói rằng không thể loại trừ khả năng điều quân phương Tây tới tham chiến ở Ukraine. Sau khi đăng cai cuộc họp 25 lãnh đạo châu Âu tại Paris vừa qua, tổng thống Macron nói rằng không thể loại trừ điều gì, chúng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cần thiết để đảm bảo Nga không thể chiến thắng trong cuộc xung đột này. Cho tới nay, NATO mới chỉ giới hạn ở việc huấn luyện các lực lượng quân sự của Ukraine và cung cấp cho họ các vũ khí phòng ngự. Các nước thành viên NATO lo ngại rằng việc trực tiếp đối đầu với quân Nga ở Ukraine sẽ có rủi ro dẫn tới một cuộc leo thang xung đột trên quy mô lớn, trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin và các cộng sự thường xuyên cảnh báo rằng Nga có thể dùng tới vũ khí hạt nhân nếu nổ ra xung đột lớn hơn. Hiện tại, NATO đang tiến hành cuộc tập trận lớn nhất của mình kể từ chiến tranh lạnh. Cuộc tập trận Steadfast Defender diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024. Với sự tham gia của toàn bộ 31 nước thành viên của khối NATO, nhằm mục tiêu tăng cường năng lực và mức độ sẵn sàng phòng thủ tập thể, tướng Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu nói, Steadfast Defender 2024 sẽ là minh chứng rõ ràng cho sự đoàn kết, sức mạnh và quyết tâm của chúng tôi trong việc bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ các giá trị của chúng tôi và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Đáng lưu ý, cuộc tập trận này có sự tham gia của lực lượng Mỹ và Canada nhằm thể hiện tốc độ và quy mô năng lực tăng cường của NATO cuộc tập trận mô phỏng một xung đột với một đối thủ gần ngang cơ, ám chỉ Nga. Điều này cho thấy NATO bắt đầu xem xét nghiêm túc khả năng xung đột trực tiếp với Nga. Thời chiến tranh lạnh, NATO thường xuyên tổ chức tập trận. Kể từ khi Liên Xô tan rã, NATO đã tìm kiếm một bản sắc mới. Sau hai năm bất đồng với cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine và giữa lúc tranh cãi về việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, NATO rất cần thể hiện sự đoàn kết trong khối và năng lực quân sự của họ. Tuy nhiên, một vấn đề lớn mà NATO đối diện không nằm ở việc triển khai binh sĩ họ có mà là ở việc cung cấp vũ khí đạn dược cho số binh sĩ này. Tương tự các khó khăn trong viện trợ vũ khí đạn dược cho Ukraine, hiện NATO không có kho vũ khí đạn dược dự trữ đáng kể, cũng không sở hữu năng lực sản xuất để cung ứng vũ khí và đạn dược cho một cuộc chiến tranh hiện đại kéo dài. Đó là do NATO đã từ lâu chỉ chuẩn bị kế hoạch cho tác chiến thời gian ngắn khi còn được cung cấp vũ khí thiết bị. Vì lý do này, chiến lược của NATO trong tình huống nổ ra xung đột là luôn cố gắng chấm dứt xung đột đó càng sớm càng tốt. Đô đốc Rob Bauer, thuộc Hải quân Hà Lan phát biểu tại diễn đàn an ninh Warsaw vào tháng 10 năm 2023, chúng ta cần đến số lượng lớn nền kinh tế sản xuất theo hướng chỉ vừa đủ mà chúng ta cùng xây dựng trong 30 năm qua là điều tốt đẹp trên nhiều phương diện ngoại trừ đối với lực lượng vũ trang khi nổ ra chiến tranh. Một số nước châu Âu đã tìm cách tránh các bình luận của tổng thống Pháp Macron về khả năng đưa quân vào Ukraine. Các nước này bao gồm Ba Lan, Séc và Thụy Điển. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng bản thân việc bàn về ý tưởng gửi quân tới tham chiến ở Ukraine đã cho thấy một yếu tố rất mới. Ông Peskov nói tiếp, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cần nói tới không phải là xác suất mà là sự tất yếu của một cuộc xung đột trực tiếp. Phát biểu trong bản thông điệp liên bang trước Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây rằng thực sự có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân nếu các nước này gửi quân tới chiến đấu ở Ukraine và ông cho biết Moscow có vũ khí để tấn công các mục tiêu ở phương Tây. Phát biểu trước Quốc hội Nga, ông Putin cho rằng các nhà lãnh đạo phương Tây không hiểu sự can thiệp của họ có thể nguy hiểm đến mức nào vào công việc nội bộ của Nga. Bên cạnh đó, ông Putin nhắc tới phát biểu của tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 26 tháng 2 rằng phương Tây không loại trừ phương án gửi quân đến Ukraine. Đề xuất này đã nhanh chóng bị Mỹ, Đức, Anh và các nước châu Âu khác bác bỏ. Ông Putin nói, các nước phương Tây phải nhận ra rằng chúng tôi cũng có vũ khí có thể tấn công mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Nhưng diễn biến hiện nay có thể dẫn tới cuộc xung đột bằng vũ khí hạt nhân và sự hủy diệt nền văn minh họ không hiểu điều này hay sao. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ nói lời cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân của Tổng thống Nga là vô trách nhiệm, song cho biết chưa thấy rủi ro lớn trước mắt. Ông Matthew Miller, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, nói với các phóng viên hôm 29 tháng 2, đề cập tới Tổng thống Nga rằng, đây không phải lần đầu tiên chúng tôi thấy những phát biểu vô trách nhiệm từ ông Vladimir Putin. Lãnh đạo một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân không thể có những bình luận như thế. Ông Miller cho biết Washington từng liên lạc với Moscow để thảo luận về những hậu quả nếu sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Nga hiện có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, với gần 6.000 đầu đạn. Nga và Mỹ nắm giữ khoảng 90% đầu đạn hạt nhân của thế giới, đủ để hủy diệt hành tinh nhiều lần. Với Ukraine, cuộc xung đột tại nước này đã gây ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ của Nga với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ông Putin trước đó đã nhiều lần cảnh báo về mối nguy của việc Nga và NATO đối đầu trực diện. Ông Putin còn đề nghị các chính trị gia phương Tây nhớ lại số phận của những người như Andôphiyle của Đức quốc xã hay hoàng đế Napoleon Bonaparte của Pháp, những người trước đây đã thất bại khi tấn công được Nga. Ông Putin đe dọa, hậu quả bây giờ sẽ còn bi thảm hơn rất nhiều, họ nghĩ chiến tranh chỉ là phim hoạt hình. Phát biểu trước thượng viện Pháp hôm 28 tháng 2, thủ tướng Pháp Gabriel Attal nhấn mạnh Nga đã có lập trường cứng rắn đối với Pháp trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine. Ông cáo buộc Moscow và lan truyền thông tin sai lệch, đồng thời tham gia vào các nỗ lực gây bất ổn và tấn công mạng. Ông Gabriel Attan cho hay, trên thực tế, Nga là mối đe dọa trực tiếp và hiện hữu đối với Pháp ở mọi cấp độ. Ông cũng lên tiếng bảo vệ quan điểm trước đó của Tổng thống Emmanuel Macron về khả năng phương Tây có thể gửi quân đến Ukraine. Trước đó, tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu ở Paris, ông Emmanuel Macron nói hiện chưa có sự đồng thuận chính thức nào về việc gửi quân đội đến thực địa. Nhưng xét về động lực thì không thể loại trừ điều gì. Ông Gabriel Attan nhấn mạnh các tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron là có trách nhiệm, cho thấy sự cần thiết phải tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo Thủ tướng Gabriel Attan, việc triển khai quân đội phương Tây đến Ukraine có thể bao gồm việc huấn luyện quân đội Ukraine về phòng thủ mặt đất hoặc bảo vệ khu vực biên giới nhất định. Đầu tháng 2, Paris và Kiev đã ký hiệp ước an ninh song phương, tương tự như các thỏa thuận của Ukraine với Đức và Anh. Mặc dù Pháp không đưa ra những đảm bảo mạnh mẽ đối với Ukraine trong thỏa thuận này, nhưng ông Macron cam kết viện trợ Kiev 3 tỷ euro, khoảng 3,25 tỷ đô la Mỹ trong suốt năm 2024, cũng như hợp tác trong sản xuất pháo binh. Tháng trước, Tổng thống Macron thông báo Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 40 tên lửa hành trình tầm xa scap eg và hàng trăm quả bom. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moscow nhiều lần cảnh báo các nước NATO rằng vũ khí cung cấp cho Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp. Nga cũng cáo buộc các nước NATO đùa với lửa bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh những hành động như vậy không dẫn đến kết thúc xung đột. Trong khi đó, ở chiều đối diện, các đồng minh và quan chức Nga đã đưa ra cảnh báo với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga nói rằng ông Macron có vẻ coi mình là Napoleon và cảnh báo ông không nên đi theo bước chân của Hoàng đế Pháp. Ông Volodin viết trong phát biểu đăng trên mạng xã hội, để duy trì quyền lực cá nhân của mình, ông Macron không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn là châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Các sáng kiến của ông ấy đang trở nên nguy hiểm đối với người dân Pháp. Ông Volodin viết tiếp, trước khi đưa ra những tuyên bố như vậy, ông Macron nên nhớ lại kết cục của hoàng đế Napoleon và binh lính của ông ta như thế nào, với hơn 600.000 người bị bỏ lại và nằm trên mặt đất ẩm ướt. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng ông Macron đang có những ảo tưởng nguy hiểm về sự vĩ đại và cho rằng tuyên bố của nhà lãnh đạo Pháp chứng tỏ tư duy chính trị phương Tây đã trở nên thiếu sót như thế nào. Nhóm tin tặc Cyber Resistance ủng hộ Ukraine gần đây đã công bố nhiều chi tiết nhóm này đã thu thập được xoay quanh máy bay không người lái UAV trinh sát Orlan 10 của Nga, nhất là về việc khí tài này được sản xuất như thế nào trong khi Nga bị phương Tây áp hàng chục nghìn lệnh trừng phạt. Theo những tài liệu được Cyber Resistance thu thập, việc Nga mua các trang thiết bị từ một số quốc gia để chế tạo UAV đã tăng lên, đồng thời phía Moscow đã sử dụng đồng nội tệ của những nước đó để thanh toán. Đôi khi đồng euro của Liên minh châu Âu EU cũng được sử dụng trong giao dịch. Trang min.in.ua nhận định, đây là lần thứ hai trong 10 ngày qua, các nhóm tin tặc ủng hộ Ukraine công bố tài liệu bí mật liên quan tới khí tài quân sự của Nga. Trước đó, nhóm tin tặc Headmail cũng hé lộ thông số dữ liệu tên lửa phòng không 9M333 của Nga. Bên cạnh đó, các chuyên gia chính trị và an ninh quốc tế mới đây đã đưa ra dự báo về hướng tấn công và đánh chiếm của Nga trong xung đột Ukraine năm 2024 này. Trong những tháng tiếp theo của năm 2024 này, Ukraine có khả năng mất thêm lãnh thổ mà họ đã nỗ lực bảo vệ thời gian qua. Tuy nhiên, Ukraine sẽ cố gắng xây dựng lại sức mạnh của mình trong năm 2025 và thuyết phục các nước phương Tây rằng họ có thể thắng thế trong cuộc đối đầu với Nga. Trên thực địa, Nga sẽ cố gắng đánh chiếm Kramatorsk và Sloviansk, từ đó chiếm trọn vùng Donbas. Trên biển, Ukraine sẽ cố gắng tận dụng áp lực họ gây ra cho bán đảo Crimea thông qua thành công ngày càng gia tăng ở khu vực phía tây của Biển Đen. Trên không, Nga đang tận dụng lợi thế về số lượng. Tuy nhiên Kiev vẫn sẽ hy vọng xoay chuyển được tình thế để đẩy máy bay Nga ra xa khu vực tiền tuyến hơn nữa. Nhưng quan trọng hơn hết sẽ là cuộc cạnh tranh sản xuất quốc phòng giữa hai bên. Nga chắc chắn sẽ vượt Ukraine về công nghiệp quốc phòng. Trang min.in.ua dẫn lời Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky nói rằng một số chỉ huy Ukraine trong quá trình tác chiến đã có nhiều đánh giá sai lầm về tình hình cũng như đối phương dẫn tới ảnh hưởng trực tiếp tới sự ổn định trong việc phòng thủ tại một số khu vực. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Ukraine đã cải thiện tình hình trên thực địa phân bổ thêm đạn dược và các nguồn dự trữ cần thiết cho binh sĩ. Ông Shisky cho hay, tôi ghi nhận sự dũng cảm và anh dũng của các binh sĩ thuộc hai lữ đoàn tấn công số 3 và lữ đoàn đường không số 25. Nhờ những hành động dũng cảm và kiên quyết, họ đã đánh bật quân đối phương khỏi khu vực lân cận làng Olipka. Hiện phía Nga chưa bình luận về những thông tin được tướng Shisky công bố. Khả năng của Ukraine nhằm ngăn chặn cuộc tiến công của Nga sẽ phụ thuộc vào việc phương Tây cung cấp các vũ khí tầm xa và những hệ thống có khả năng phá hủy các phương tiện của đối phương trong những phương tiện được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt trên chiến trường có tiêm kích F16 mà tổng thống Zelensky đã cho biết trong một video tuần trước rằng chúng sẽ sớm được triển khai. Đan Mạch và Hà Lan nằm trong nhóm các quốc gia cam kết hỗ trợ hàng chục tiêm kích tiên tiến này, nhưng việc đó có thể sẽ mất thời gian trước khi chúng hỗ trợ những nỗ lực của Ukraina. Tướng Mỹ đã nghỉ hưu Gordon Skip Davis cho hay, tiêm kích F16 thực sự có tác động đáng kể trên không và trên mặt đất ở Ukraina, nhưng đừng hy vọng vào tác động đó cho đến nửa sau năm 2024. Theo ông Gần cuối năm 2024, khi có nhiều phi công được huấn luyện và nhiều tiêm kích F-16 được cung cấp hơn, Ukraine có lẽ sẽ thành công trong việc vận hành một số phi đội và nhận ra tác động lớn hơn trên chiến trường. Vừa qua, tại trung tâm triển lãm Gostiny Dvor ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình bày thông điệp liên bang trước quốc hội, một trong những bài phát biểu quan trọng hàng năm của nguyên thủ Nga được quy định theo hiến pháp. Thông điệp liên bang năm nay được chú ý đặc biệt vì được trình bày ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024 vào tháng 3 tới, mà ông Putin là một ứng cử viên. Chính sách đối nội và đối ngoại của nước Nga trong thời gian tới cũng được dư luận quan tâm khi mà cuộc xung đột Nga-Ukraine vừa bước sang năm thứ ba. Với thông điệp liên bang lần thứ 19 của mình, Tổng thống Putin khẳng định nước Nga đang bảo vệ chủ quyền và vai trò quyết định trong cuộc đấu tranh này phụ thuộc vào sự đoàn kết và lòng trung thành của mỗi người dân đối với Tổ quốc. Ông Putin lưu ý, việc bảo vệ và củng cố chủ quyền đang diễn ra trên mọi hướng, đồng thời tuyên bố toàn bộ nền kinh tế Nga đã thể hiện sự linh hoạt và vững chắc. Trong bài phát biểu liên bang năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập tới các vấn đề liên quan đến giáo dục thế hệ trẻ của Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh, có hơn 2 triệu gia đình ở Nga có hơn 2 hoặc 3 đứa con, đây là niềm tự hào của đất nước. Các chỉ số không ngừng phát triển theo chiều hướng tốt lên. Ông Putin cho biết, các gia đình lớn có rất nhiều lo lắng, vì vậy cha mẹ nên có nhiều nguồn lực hơn để giải quyết các vấn đề hàng ngày. Để khuyến khích tăng tỷ lệ sinh, Tổng thống Nga cũng đề xuất tăng mức khấu trừ thuế khi sinh con thứ hai và thứ ba. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng các trường phổ thông, đại học phải có không gian cho học sinh, sinh viên chơi thể thao. Bắt đầu từ năm tới, nước này sẽ cải thiện các trường mẫu giáo. Về vấn đề trường học, có 18.000 tòa nhà cần được sửa chữa, hơn 400 tỷ rúp sẽ được phân bổ cho việc này. Ông Putin cho biết, ở Nga chỉ có 65% trong số 39.000 trường học có phòng y tế. Ông nói, cần phải làm điều gì đó để giải quyết vấn đề này. Ngoài ra, tình trạng thiếu nơi học tập ở một số vùng của Nga cũng đặc biệt nghiêm trọng. Tin tưởng rằng tương lai của đất nước sẽ được quyết định bởi khát vọng của thế hệ trẻ hiện nay, Tổng thống Nga đề xuất khởi động dự án quốc gia mới Thanh niên Nga. Tổng thống Putin kỳ vọng đây phải là một dự án hướng tới tương lai của đất nước. Bài phát biểu của Tổng thống Putin năm nay lập kỷ lục mới khi kéo dài hơn 2 giờ 7 phút. Những nội dung được nêu trong thông điệp liên bang 2024 có thể hiểu là những điểm cốt lõi trong chương trình tranh cử cho cuộc bầu cử sắp tới. Và như dự báo, ông Putin nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Vì vậy, những chính sách được nêu trong thông điệp liên bang 2024 cũng chính là đường hướng phát triển của nước Nga trong ít nhất 6 năm tới. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, ngày 29 tháng 2, lãnh đạo lực lượng Houthi tuyên bố nhóm này sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự trên biển đỏ và sẽ có những diễn biến bất ngờ khiến đối thủ không thể lường trước được. Ngày 29 tháng 2, lãnh đạo lực lượng Houthi Abdul Malik Al-Houthi tuyên bố nhóm này sẽ có những bất ngờ quân sự trong các hoạt động trên biển đỏ Reuters dẫn lời ông Al-Houthi nói, các hoạt động quân sự của chúng tôi tiếp tục tiến triển và chúng tôi có những điều bất ngờ mà đối phương sẽ hoàn toàn không lường trước được. Lực lượng Houthi kiểm soát phần lớn Yemen liên tục sử dụng máy bay không người lái và tên lửa chống lại hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế trên biển đỏ kể từ giữa tháng 11 năm 2023, cho rằng lực lượng này đang thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trước các hành động quân sự của Israel ở giải Gaza. Các vụ tấn công trên đã làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại thế giới qua tuyến vận tải biển quan trọng này. Hiện vận tải biển qua kênh đào Suez, một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới, bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các tàu thuyền đi qua đây liên tục bị lực lượng Houthi tấn công. Tuyên bố trên của lực lượng Houthi diễn ra trong bối cảnh Mỹ dẫn đầu một liên minh thực hiện sứ mệnh đảm bảo an ninh hàng hải tại Biển Đỏ, trong khi liên minh châu Âu bắt đầu triển khai sứ mệnh tương tự tại vùng biển này. Trong cuộc đối đầu này, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ SenCom thông báo phá hủy một loạt vũ khí của lực lượng Houthi. Cụ thể, SenCom đã phá hủy 3 tàu mặt nước không người lái USV hai tên lửa hành trình chống hạm di động ascm và một máy bay không người lái tấn công một chiều uav mục đích của sencom khi phá hủy số vũ khí trên của houthi là để tự vệ vũ khí usv và ascm đã được houthi chuẩn bị sẵn để phóng về phía biển đỏ còn chiếc uav đã được phóng đi lực lượng sencom đã xác định các uav và tên lửa ở các khu vực do houthi kiểm soát ở yemen cũng như xác định được chiếc uav trên biển đỏ đồng thời khẳng định rằng số vũ khí này là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu thương mại và tàu hải quân mỹ trong khu vực theo Sencom, những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế an toàn hơn, an ninh hơn với các tàu thương mại cũng như tàu hải quân Mỹ. Trước đó, các lực lượng Mỹ và Anh đã tiến hành một đợt không kích nhằm vào 18 mục tiêu của Houthi tại Yemen. Tuyên bố cho biết thêm, Houthi đã thực hiện hơn 45 cuộc tấn công vào các tàu thương mại và hải quân kể từ giữa tháng 11 năm 2023, tạo mối đe dọa đến kinh tế toàn cầu cũng như an ninh và ổn định khu vực. Điều này đòi hỏi phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế truyền thông của Houthi cũng đã đưa tin về hàng loạt cuộc đột kích vào thủ đô Sana. Đợt không kích này là đợt tấn công lần thứ hai trong tháng 2 vừa qua của các lực lượng Mỹ, Anh và là đợt thứ tư kể từ khi Houthi tấn công các tàu trên biển đỏ. Sau các cuộc tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố nước này sẽ không ngần ngại hành động khi cần thiết để bảo vệ sinh mạng và dòng chảy thương mại tự do ở một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Mỹ cảnh báo Houthi về việc lực lượng này sẽ phải tiếp tục gánh chịu hậu quả nếu không ngừng các cuộc tấn công bất hợp pháp gây tổn hại cho nền kinh tế Trung Đông, gây thiệt hại về môi trường và làm gián đoạn việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Yemen và các nước khác. Truyền thông Ả Rập ngày 29 tháng 2 đồng loạt cho biết, một số quan chức tình báo Mỹ nhận định quân đội Israel có thể phát động kế hoạch tấn công bộ binh vào Liban vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè năm 2024. Nếu các nỗ lực ngoại giao hiện nay không thể khiến lực lượng Hezbollah rút khỏi khu vực biên giới Israel-Liban, dẫn lại một số nguồn tin Mỹ, các nguồn tin Ả Rập nói rằng một số quan chức trong chính quyền Mỹ cũng đồng tình với nhận định này của giới chức tình báo. Trong đó, một quan chức cấp cao khẳng định chính quyền Mỹ đang hành động dựa trên giả định cuộc tấn công của Israel vào Liban sẽ diễn ra trong ít tháng nữa. Theo quan chức này, khả năng nổ ra cuộc tấn công là khá rõ ràng. Nhận định về khả năng Israel tấn công bộ binh vào Liban được giới chức Mỹ đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh qua biên giới diễn ra gần như hàng ngày trong gần 5 tháng qua giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah. Theo một số báo cáo đáng tin cậy, Đợt giao tranh chưa xác định hồi kết này đã khiến gần 300 người chết, chủ yếu là thành viên Hezbollah, trở thành đợt đối đầu quân sự ác liệt nhất giữa hai bên kể từ sau xung đột mùa hè năm 2006 khiến hàng nghìn người thương vong. Theo đó, lực lượng Hezbollah ở Liban đã tiến hành thêm nhiều cuộc tập kích tên lửa dữ dội sang lãnh thổ Israel. Đợt tập kích mới nhất được ghi nhận vào trưa ngày 28 tháng 2 giờ địa phương, với khoảng 10 quả rocket của Hezbollah được phóng từ miền nam Liban hướng về phía khu vực Kiryat Shmona miền Bắc Israel. Theo kênh truyền hình số 12, một trong các quả tên lửa đã đánh trúng và gây hư hại cho một ngôi nhà nhưng không xảy ra thương vong. Trước đó khoảng 1 giờ, chỉ trong 20 phút, còi báo động hai lần vang lên tại một loạt khu dân cư phía Bắc Israel gần đường biên giới với băng cảnh báo về cuộc tập kích tên lửa phóng loạt từ phía quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, truyền thông Israel chưa đưa thêm thông tin chi tiết về hai cuộc tấn công này. Hezbollah đã liên tiếp tiến hành tập kích tên lửa quy mô lớn vào Israel. Trước đó, trong ngày 26 tháng 2, Hezbollah bắn hơn 60 quả tên lửa vào một căn cứ quân sự của Israel tại khu vực cao nguyên Golan. Một ngày sau, Hezbollah mở cuộc tấn công với khoảng 20 quả tên lửa nhằm vào một căn cứ quân sự khác của Israel ở khu vực Tây Galilee, phía bắc Israel. Hezbollah là nhóm vũ trang lớn nhất tại Liban. Một số báo cáo quốc tế cho biết, tại thời điểm trước khi nổ ra đợt giao tranh qua biên giới kéo dài gần 5 tháng qua với quân đội Israel, Hezbollah sở hữu khoảng 155.000 quả tên lửa các loại, chủ yếu là tầm ngắn. Nhóm vũ trang này được cho là bên khơi mào trước cho đợt xung đột nghiêm trọng hiện nay với quân đội Israel. Theo đó, hôm ngày 8 tháng 10 năm 2023, tức chỉ một ngày sau khi Israel phát động kế hoạch tấn công vào giải Gaza, Hezbollah đã nã pháo tấn công trang trại C3 mà Israel kiểm soát tại khu vực biên giới, nhằm biểu thị tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Về phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng ông Joab Galan khẳng định lực lượng phòng vệ nước này IDF sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền Nam, ngay cả khi xung đột ở giải Gaza lắng dịu. Phát biểu trong chuyến thị sát với Bộ Chỉ huy IDF khu vực phía Bắc, ông Joab Galan nhấn mạnh với các cuộc bắn phá thời gian qua của Hezbollah vào Israel. Nhóm vũ trang ở Liban sẽ tiếp tục bị IDF tấn công, kể cả trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel, kế hoạch đánh phá Hezbollah sẽ tiếp diễn cho đến khi nhóm vũ trang này thoái lui hoàn toàn khỏi khu vực biên giới với người dân Israel có thể an toàn trở về nơi sinh sống gần biên giới như trước đây. Truyền thông Israel cho biết, các cuộc tấn công của Hezbollah khiến hàng nghìn người dân nước này phải sơ tán khỏi các cộng đồng dân cư nằm dọc biên giới với Liban kể từ tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!